nói chuyện được á, biết đâu em lên đó em làm. Trời ơi, dễ thương gì đâu luôn. Em có cần thêm người phụ công việc mình không em? Dạ. Quản lý quán cà phê nè. Dạ, thực ra thì giờ em không cần người quản lý quán cà phê hay hay là tìm điện thoại hộ em nữa. Em chỉ cần một người quản lý em thôi chị. Trời ơi, hay quá. Hai người này nói chuyện dễ thương gì đâu. Lên trình quản lý ảnh được không em? Em chào chị Bác Phương, em chào anh chị em. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thế Hiến, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc tại Đắk Lắk. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh tự do, nói chung là cũng đa ngành nghề. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em là tên là Trần Thị Mỹ Tiên, năm nay 24 tuổi, em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Bình Định chị. Bình Định. Dạ em đang làm nhân viên kế toán. Tiên 24 tuổi, Hiến 29 tuổi, cái tuổi này thì nó cũng hợp nhau, nhưng vấn đề cái chỗ là hai bạn xa. Ở xa gần như hai đầu nỗi nhớ đó. Bạn gái có ngại về việc này không? Yêu xa thì em không ngại, nhưng mà trước kia em cũng có quen một anh đó anh. Yêu cũng xa xong rồi bị bỏ, không biết chuyến này yêu có bị bỏ không? Sao đâu em, chuyến này mình nhắm tình mình không ổn, mình bỏ người ta trước đi cưng. Trời số bậy nữa. Nói cho vui thôi, nhưng mà dù xa thì xa cũng là phải tranh thủ thời gian, rồi lâu lâu phải thăm nhau thì mới có thể nuôi dưỡng tình yêu được, đúng không em gái? Dạ. Bây giờ em giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ. Chắc em nói điểm yếu trước nha chị. Em gặp đám đông thì em hơi run, em khá nhút nhát, em rất là nóng tính, với lại hơi bướng một chút. Tại vì em con út nên cũng được chiều á chị. Em sợ nhất là sợ sâu á chị, em sợ lắm. Có nhiều loại sâu lắm, em sợ tất cả các loại sâu em hả? Dạ, nói chung là con trùng mà không có chân á anh, là em sợ. Có nhiều con không có chân lắm đó em. Cũng sợ luôn vậy đó hả? Nói chung là con gì mà cái thân hình nó hơi ú éo là em sợ. Mềm mềm ú éo là sợ ha. Dạ. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em có lẽ là dạn dĩ với lại khá là hòa đồng vui tính. Khuyết điểm lớn nhất của em chắc có lẽ là đôi lúc hơi quá tự phụ vào bản thân. Mình quá chủ quan. Cụ thể công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang buôn bán sửa chữa điện thoại, với lại mở một quán cà phê. Tiên ơi Tiên, bữa nào em lên Đắk Lắk em uống cà phê Đắk Lắk đi, ngon lắm. Dạ. Rồi em vô giả bộ sửa điện thoại luôn. Dạ em cũng có thím em ở trên Đắk Lắk anh. Thì được rồi, lên thăm thím luôn được rồi. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình, quen nhau được một năm xong rồi bị đá. Gái đúng là thiệt tình, ta nói chia tay đi còn bị đá. Nặng nề quá. Nếu được thì bao lâu mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân? Người ta nói lấy vợ là lấy liền tay á chị, càng sớm càng tốt cũng được. Lấy vợ đó, em lấy chồng mà. Em nói anh kia nghe thôi, còn em thì ảnh sao em vậy. Trời ơi, dễ thương quá. Cái nhiệm vụ đó để anh em ơi. Hôm nay là anh sao em vậy đó. Rồi tình trường của anh thì sao? Em có trải qua ba mối tình. Thực sự thì cũng do tính chất công việc nó khiến em mất cái sự quan tâm với người ta, nên cái tình cảm dần dần nó xa cách. Ví dụ như giờ em anh quen xa quá rồi anh cũng bỏ bê vậy rồi xong sao? Theo lịch làm việc thì có lẽ là mỗi tháng anh xuống Sài Gòn từ 2 tới 4 lần. Tốt quá, được không em? Dạ cũng được chị. Cũng được ha. Như vậy là hợp lý, vừa kết hợp công việc rồi thăm em luôn. Dạ. Được rồi đó. Lỡ mà có nói chuyện được á, biết đâu em lên đó em làm. Trời ơi, lanh quá, bé này dễ thương gì đâu luôn. Em có cần thêm người phụ công việc mình không em? Dạ. Quản lý quán cà phê nè. Dạ thực ra thì giờ em không cần người quản lý quán cà phê hay hay là tìm điện thoại hộ em nữa. Em chỉ cần một người quản lý em thôi chị. Trời ơi, hay quá. Hai người này nói chuyện dễ thương gì đâu. Lên trên quản lý ảnh được không em? Dạ chắc dư chị. Chắc dư ha. Rồi được. Em có tìm người yêu như thế nào hả em gái? Cảm ơn em. Người thì dễ thương một chút, nhậu thì được, nhưng mà đừng hút thuốc là được. Ổn. Hút thuốc bên không đây em? Nói ổn. Không, con có. Có hút. Có hút hả? Trời ơi. Chị nghe tưởng đâu ổn. Hút nhiều không? Dạ. Bình thường thì một ngày khoảng vào tầm 5 điếu. Bỏ từ từ, bỏ đi, còn 3 rồi, còn 2, còn 1 rồi dẹp luôn đi em. Hút một ngày mà 2 gói thì bỏ từ từ, chứ còn 5 điếu thì bây giờ là mình bỏ luôn đi. Tôi trả giá mà không được luôn, bỏ luôn đi em. Bạn trai, em đáp ứng dạ, được bao nhiêu phần trăm? Phần bỏ thuốc em sẽ cố gắng. Nếu nếu hai người thực sự mà có tạo được động lực cho nhau, quyết định mà tiến tới về lâu dài á, thì em nghĩ điều đó bỏ chắc cũng không có gì là khó khăn. Em nói là có thể em cuốn gói lên đó luôn mà cũng chưa có động lực. Cũng phải coi chứ, đàn ông cũng đâu có dễ dãi em. Cũng phải nhìn mặt cái coi có nhận cái gói này không chứ. Bạn trai đưa ra chuẩn tìm bạn gái như thế nào, người vợ tương lai của mình như thế nào? Cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon. Nấu ăn được không em?
Dạ nếu chịu khó ăn chắc được. Chịu khó ăn thì được nha Cưng. Người ta nấu rồi đó mà ăn được hay không tùy em. Dạ. Tiếp em. Cao thì 1m55 trở lên là được. Ngoại hình dễ nhìn, sâu sắc trong tính cách một xíu. Em có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ là không có lễ độ với cha mẹ hoặc người lớn. Phụ nữ thì phải có trang điểm. Cái đó là cái quyền làm đẹp ưu tiên của phụ nữ. Nhưng mà em nghĩ là không nên quá lè loẹt hoặc là cái style nó quá dị thì cũng rất là khó coi. Đơn giản quá. Được, tôi coi. Rồi, chào ông chủ ha, ông chủ trẻ ha. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tụi em cũng không đợi được lâu. Em nghĩ là trong nửa đầu năm sau là hợp lý nhất. Mình có phải làm dâu không em? Em vẫn theo cái lối cũ, có nghĩa là khi gia đình mà ở chung với nhau đồng ý nó sẽ có sự xích mích nhỏ. Nhưng mà cái việc đó nó sẽ làm cho gia đình gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Gia đình có xảy ra điều gì hay không quan trọng là ở người đàn ông chứ không phải là ở người phụ nữ hoặc là mẹ chồng. Được. Nhà trai, bạn trai rất là chín chắn, ngoại hình rất là được. Em có thể cuốn gói đi theo. Đàn trai tự cuốn gói xuống thôi. Dạ, ồ, dễ thương quá. Bây giờ nói thì em cảm giác anh ấy là người thế nào? Em nghĩ chắc đôi lúc anh cũng hơi gia trưởng một tí. Có thể. Dạ. Bởi người đàn ông gọi họ giỏi kinh doanh đó, họ bản lĩnh thì bao giờ cũng có một chút xíu gia trưởng đó. Chút chút thì không sao cả. Dạ. Với lại chắc anh cũng người tình cảm. Rồi, anh thấy ổn đó. Cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với bạn thân và em họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là em họ nhưng mà cũng đồng nghĩa với là bạn. Dạ, Tiên thì tính tình vui vẻ hòa đồng. Còn về anh trai này thì em nghĩ cũng hợp, hai người cũng xứng. Hy vọng là cho nhau một cái cơ hội nào đó. Cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cũng như chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cũng xin nhận xét về các bạn nữ phía bên này. Thì nhìn chung thì bạn cũng rất là dễ thương và cũng rất là nhanh nhẹn, kiểm soát cũng như là quản lý được cái anh chủ quán bên kia. Thì mong rằng là hai bạn sẽ cố gắng dành cho nhau một cái cơ hội để có một cái hạnh phúc dành cho riêng mình. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Có đó hoa tặng em. Có một việc lúc nãy mà anh không kịp nói với em. Dạ. Thì anh cũng cùng quê với em. Anh cũng ở Bình Định đúng không? Ừ, anh sinh ra ở Bình Định. Dạ. Mình cùng quê nên cái phong tục tập quán với nhau anh nghĩ là chắc nó sẽ rất là dễ dàng để mà mình hiểu cho nhau. Còn cái vấn đề mà em có nói là anh, cái tính anh có vẻ hơi gia trưởng. Nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là tính anh rất công bằng. Nhưng mà anh có một cái hơi cứng nhắc là đúng là đúng mà sai là sai. Lâu lâu thì mình cũng mềm lòng chút chứ anh. Có chứ. Muốn mềm lòng mới phải cần một bóng hồng cho em. Vậy em đủ chưa? Anh mềm nhũn luôn rồi. Em có sở thích về đọc sách hay là mình đi du lịch bụi gì không ta? Dạ em thích đọc truyện ngôn tình. Em cũng thích xem nấu ăn nhưng mà đều tại vì chắc là chưa thử nấu thôi. Em yêu con nít, em thích con nít lắm. Dạ. Còn anh thì anh thích em. Hai người này lãng mạn lắm nha. Thật sự thì cái ấn tượng ban đầu của anh về em nó cực kỳ tốt. Nên anh hy vọng em cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em. Dạ, nếu mà lên đây rồi thì đương nhiên là phải cho nhau cơ hội với anh. Chưa có cho mày. Cứ cái vụ thuốc chưa gì mà cơ hội. Anh có bỏ thuốc được không ạ? Trước đây ba em cũng hút thuốc nhiều lắm nhưng mà ba em thương em nên ba em bỏ rồi. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Cái câu cố gắng nó yếu quá. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Dạ. Nếu trong thời gian mình tìm hiểu thì anh sẽ thường xuyên xuống, anh sẽ hỏi em cái lịch về lúc thời gian em rảnh để mình có thể hẹn hò một cái buổi nói chuyện cho nó trọn vẹn hơn. Em thì lúc nào cũng rảnh, từ những lúc đi làm thì em bận thôi. Được cách ghê luôn ha. Anh thì lúc nào cũng bận trừ những lúc anh rảnh ra thôi. Dạ, em không bắt
anh là phải tháng nào cũng xuống thăm em. Chủ yếu là tình cảm của anh thôi. Tại vì lúc trước em cũng bị đá rồi nên em bị đá hoài. Em sợ lắm. Má anh có dữ không? Có lẽ má anh là một người phụ nữ hiền nhất mà anh từng gặp. Dạ chắc hiền lắm em. Em cũng hiền lắm, từ những lúc em giữ ra thì còn lại em hiền lắm mà. Bài tặng của ấy. Hai người này nói chuyện nhau như đang đọc thơ gì. Nó nhẹ nhàng làm sao. À dạ. Anh trai đứng dậy đứng đối diện cô gái nhìn thẳng và hát bài gì? Mình muốn nói lên cái tình của mình nào. Về cái năng khiếu nghệ thuật của em thì dạng như là nó chọi đá vào nền âm nhạc vậy đó anh. Nhưng mà cũng chọi đá thì cũng bằng em thôi, không hơn được đâu. Anh cứ yên tâm. Anh xin gửi em tới một đoạn ca khúc. Lần đầu tiên thấy em chỉ muốn đến thật gần nhé, chờ em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin nắm tay. À tới đoạn này em hết hơi rồi. Hơi à? Dạ. Nắm tay xong có hết hơi. Không cho, nó nhũng chị. Bạn nữ đáp lại luôn. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Dạ thôi. Thôi được, con câu đó cũng ý nghĩa rồi ha. Anh muốn mỗi bạn có 30 giây để nói lên tất cả những suy nghĩ của mình đối với đối phương nãy giờ. Anh gặp phụ nữ thì cái khả năng hoạt ngôn của anh nó không có được tốt. Nãy giờ những cái điều anh muốn nói anh cũng nói hết rồi. Em cảm nhận sao về anh? Dạ, em mới 24 thì em cũng chưa va chạm nhiều, chỉ là bị đá một lần đó thôi. Đá nữa. Bây giờ cô này cô rất là sợ bị đá. Bây giờ em á là va chạm cuộc sống nhiều rồi, tình trường cũng nhiều hơn cổ. Bây giờ em phải nói làm sao cho cô cảm thấy yên tâm. Nếu có một ngày nào đó mà mình cái cuộc tình mình không đến được với nhau thì lỗi là do em. Không phải anh. Được chưa? Thấy chị chưa? Chưa hả? Chưa, nói đi, nói tiếp. Thí dụ như trong lúc mà hai đứa mình cãi nhau á thì em không muốn nói là từ chia tay. Tại vì nói một lần sẽ có lần thứ hai. Em chỉ nói vậy thôi. Từ đó anh chưa ghi vào từ điển. Lần này mà nếu có mà không thành là do em đá ảnh á. Chứ ảnh không bao giờ để đá tay đâu. Nút bấm đi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm. Là chúng ta đã đến lúc phải suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ từ trái tim của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã hẹn hò với nhau. Thật ra các bạn phải nhớ những cái gì các bạn đã hứa nha. Nhìn mặt hai người này giống nhau ta. Dễ thương mà. Người ta nói là gương mặt giống nhau thế đó. Những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn ở cụm rạp 212 đến chiến thắng Cinebox đang chờ với những bộ phim rất hay. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Hàn Quốc Skin Azac. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một sản phẩm dành cho hai bạn, đó là sản phẩm của Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày hôm nay trên sân khấu bạn muốn hẹn hò và hy vọng rằng đây sẽ là một cái nụ hôn để bắt đầu cho tình yêu của hai bạn. Anh xin phép nhé. Gì xỉu như vậy em? Nắm tay thật chặt và đừng buông tay nhau ra nhé. Đây là một cặp rất đẹp đôi. Em nghĩ là em chỉ có điểm mạnh thôi. Bây giờ thì em chưa cảm giác được điểm yếu của em ấy. Ai cũng em đều ghẹo hết đó. Khoái ghẹo người ta. Em ngồi em ngắm người ta say đắm đến nỗi mà người ta tưởng đâu là mình thích người ta luôn ấy. Em cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp anh. Mời bạn nam. Rồi chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Vĩnh Khang, em là nhân viên thống kê rau củ ở công ty Ares Sài Gòn ở quận 7. Bao nhiêu tuổi Khang? Dạ em 23 tuổi chị. Quê đâu Khang? Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh xưa giờ luôn. Dạ.
Ở với ai? Ở với gia đình. Gia đình có mấy người? Dạ, hai người, ba mẹ em với lại em gái. À, ba mẹ em gái. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mai Trâm, năm nay em 23 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn bán hàng. Quê em ở Phú Yên và em hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở thì ở khu vực Thủ Đức, Dĩ An. Còn em làm là em làm toàn thành phố. Em chạy job á chị, là tức là quận toàn thành phố thì em sẽ đi di chuyển, chứ không có làm cố định ở một chỗ hay là siêu thị đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em chỉ có điểm mạnh thôi. Bây giờ thì em chưa cảm giác được điểm yếu của em ấy. Vậy còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em vui vẻ với lại ít nói. Ít nói rồi sao bán hàng? Khi mà mình làm cái công việc đó thì nó sẽ có cái nội dung, mình có cái chủ đề thì mình sẽ nói chuyện với lại người ta. Còn bình thường khi mà về nhà thì em ít nói. Vậy em về nhà em ngồi chờ một mình. Vậy hả? Ngồi chờ một mình. Sở thích của em là gì? Em thích xem phim, em thích rap, em thích chơi thể thao nhưng mà em không chơi thể thao. Thích chơi mà không chơi? Dạ đúng rồi, hồi xưa lúc mà còn đi học á, thì có bạn bè rồi em hay chơi chơi chung với bạn. Xong rồi sau khi mà em học tốt nghiệp phổ thông xong, lười, một mình em lười, em thôi, không thôi. Chơi mà đọc thử một câu rap nghe coi. Vô. Đợi khi em lặng thầm nghe nhịp sóng vỗ, nghe con tim mình trống chỗ, nghe tiếng anh nói trong hộp thư, nghe đời bảo yêu không phải là một chữ, vì em đã viết lá thư dài 4 trang, đã nghe con tim mình rộn ràng trò chuyện từ tối hôm qua cho tới sáng, làm sao để biết hy sinh nào mới xa. Có thú vui tao nhã gì nữa không em? Em thích nhìn người đẹp. Trai đẹp hay gái đẹp? Cả trai lẫn gái. À, người đẹp là thích nhìn. Dạ đúng rồi, em cực kỳ thích ngắm. Tức là nhiều lúc em ngắm, em ngồi em ngắm người ta say đắm đến nỗi mà người ta tưởng đâu là mình thích người ta luôn ấy. Nhưng mà em thích trai hay gái? Người đẹp thì em thích thôi, em thích cả hai đồng đều như nhau. Chứ em không có quen con gái. Có nhớ nhung cô gái nào chưa? Thích thì em thích nhìn vậy thôi. Mà có nhớ về nhà rồi có nhớ nhung người ta không? Dạ có đôi khi. Trời đất ơi. Không, nhưng mà con trai cũng có. Bây giờ nói cho tôi nghi ngờ quá vậy. Đàn trai bên đây thấy lo rồi đó nha. Em cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp anh. Đó. Dạ. Thích trai, thích ngắm trai gái đẹp luôn. Dạ. Trai đẹp là ngắm hơi lá nữa bỏ đi chỗ khác. Nhưng về có nhớ nhung giống bên kia một chút không? Dạ không. Chuyện hết ngắm rồi không có nhớ. Tôi không thích ngắm trai ta kỳ ta. Anh ơi, tức là nhớ là giống như kiểu là mình thích người ta, mình thần tượng người ta thì mình nhớ. Vậy là cũng nhớ lắm rồi đó nha. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là hoạt bát vui vẻ, khoái ghẹo người ta. Khoái ghẹo người ta hả? Dạ. Ghẹo ông trai hay gái? Ai cũng em đều ghẹo hết đó. Ghẹo là chọc ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là em thích nựng chó. Hả? Nựng chó, chó. Dạ đúng rồi. Nếu mà chó dễ thương thì em nựng tới khi mà nó bực mình lên nó là em bỏ chạy rồi. Sợ cắn. Tức là thích nựng chó nhiều hơn nựng người. Có nựng người nữa nhưng mà thấy ai dễ thương thì nựng chút xíu thôi. Chút xíu thôi còn chó mới nựng lâu đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi rồi. Rồi tình trường thì sao? Em trải qua một mối tình, người đó ghen quá anh ơi. Tại vì em đi giao hiệp với khách hàng á anh. Gọi điện thoại em hoài rồi khách hàng cứ nói. Cũng tới nơi chỗ em luôn. Làm dữ quá hồi em về. Tới nơi luôn? Dạ đúng rồi. Quen nhau mấy năm? 6 tháng. À mới có 6 tháng nữa hả? Dạ. Nhưng ghen quá ha. Dạ. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó tôi nghi lắm luôn rồi đó. Có si mê, có nhớ anh nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Có ai nói em là lét chưa? Không có chị. Chào em, trời ơi dễ thương quá. Không có mối tình nào hết. Dạ chưa có chứ không phải là không có. Chưa có. Dạ. Thấy con gái thích về cũng nhớ thích. Có bao giờ ôm cô gái nào chưa? Em gái em. Không, người ngoài em gái em á. Bạn bè bình thường. Có ôm chặt không? Ôm nhóm. Thấy phê không? Có cảm giác gì không? Dạ bình thường. Có bao giờ nắm tay bạn trai chưa? Nắm hoài à. À có cảm giác gì không? Dạ. Rồi xong luôn. Có bao giờ coi một cảnh tình cảm nào trên phim hai người hôn nhau chưa? Dạ có. Thích không? Dạ thích. Nhưng mà thích ai? Là thích phim đó mới coi mới thấy. Thấy thì mình có mong muốn vậy không? Dạ em chưa nghĩ tới. Hình như cô này không có cảm giác gì vậy luôn á. Tôi hơi lo luôn á nha. Nhà gái cũng hoang mang luôn rồi đó. Ca này hơi khó à. Em cũng muốn hẹn hò thì em mới lên đây. Mọi người kiểu như là hơi bị hiểu nhầm giới tính của em ấy. Tại vì là nếu như mà lướt trên Facebook hầu như là
từ năm này cho đến năm nọ không có một tấm hình nào mà em chụp chung với con trai hết luôn, toàn là hình chụp chung với lại bạn nữ không mà. Kiểu mẹ em cũng sợ luôn ấy, cho nên là em muốn lên đây để chứng minh là em không phải như vậy. Em lên chứng minh với mẹ em, cố tình chứng minh thôi đúng không? Dạ, thực sự thật là nó như vậy thì em mới chứng minh. Ở nhà mẹ em có nói em lét không? Mẹ sợ thôi chứ mẹ mẹ không sợ nói. Vậy là mẹ cũng nghi ngờ giống anh rồi. Hay. Nãy giờ em nghe cảm giác em có lo gì không? Em thấy bình thường anh. Bình thường hả? Đúng rồi đó. Này nó cũng coi khoái trai mà, ngắm trai luôn mà. Anh ơi, tức là đẹp thì ai chả thích. Tại sao tao ế tới giờ em biết không? Lúc đó em chia tay xong rồi em buồn. Rồi cũng em cũng có quen một sư thầy. Có quen một sư thầy. Ủa quen sư thầy? Ủa là sao? Tôi hoang mang hoài đó. Quen sư thầy rồi sao em? Thầy đó là trụ trì ở chùa, cũng có rủ em về để theo học khóa tu anh. Rồi sau đó ngỏ lời mời về kêu em đi tu rồi làm trụ trì luôn. Cho miếng đất ngàn mét vuông anh. Miếng đất ngàn mét vuông trụ trì luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em suy nghĩ lại, em còn trẻ quá, đang phân vân giữa đời với đạo á. Nếu mà cái mối tình này được á thì em sẽ suy nghĩ lại. Có nghĩa mối tình này được là không được thì chắc là đi luôn, không được thì đi tu theo sư thầy luôn. Em vẫn tiếp tục cuộc sống. Em vẫn tiếp tục cuộc sống. Mối tình này không được đi tu luôn hả em? Mỗi tối thì em vẫn đọc kinh tiếng Phạn hả chị? Trách nhiệm em cao lắm đó. Ca này khó à. Tôi làm mai cũng cỡ gần chục năm nay tôi mới thấy ca này lạ đó. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dễ thương, xinh, có duyên chút xíu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Ca sĩ Hàn Quốc CL á chị. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Xăm mình rồi... Em không xăm. Gì nữa? Găng hô. Gì nữa? Chị hơi được chị. Có phải làm dâu không? Bạn đó thích thì về thôi, chứ em là tư tưởng là thích ở sống riêng hơn. Tại vì em thích đi chơi mỗi tối lắm, nếu mà đi về trễ thì sẽ làm gia đình sẽ lo. Thôi tôi hoang mang quá. Anh nói những lúc này có lẽ trong đầu em á là em có hướng nghiêng về sư thầy, tức là về đi tu á. Nhưng mà nếu có căn tu á thì cũng nên tu. Thôi anh ơi, chắc em nghĩ chưa có đến duyên đâu. Đó, thử được vậy được rồi đó. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em không thích những người bị hói. Hói? Tại vì em bị hói. Gia trưởng là em không thích. Với lại không thích hút thuốc. Con trai mà tính đàn bà. Có mẫu người lý tưởng gì không? Kiểu như là bạn nam biết quan tâm lo lắng là được. Hỏi ý kiến người thân đi. Chứ cũng hoang mang quá. Nãy giờ hai em đưa ra những cái gì nó hoang mang không à. Người thân của em hôm nay là ai nè? Dạ có dì với lại chị gái của em với lại chị họ anh rồi. Họ dì ruột hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp dì trước đi nha. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị. Chào. Dạ. MC Cát Tường. Chào hai cháu đang tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả có mặt trong hội trường. Dạ. Tôi tên Hiền, đến từ Phú Yên, là dì ruột của cháu Trâm. Chị thấy cháu gì sao? Nói chung cháu thì cái bản tính hiền. Hiền. Trầm tính, ít nói, nhà thương cực kỳ, thương bé. Cứ sợ bé ở vậy luộc, cho nên gì cứ hấu. Tới chương trình bạn muốn hẹn hò để mà kiếm bạn trai. Còn chàng trai bên đây thì theo gì nhìn nhận thì khuôn mặt phúc hậu. Em nói chững chạc. Tóm lại là cái khuôn mặt của hai cháu có nét phu thơ trên khuôn mặt. Cháu bên đây là nói chung cũng đẹp trai, ăn mặc nói chung chu đáo, nói chung tắc. Kể là gì cũng ok hết Trâm ơi. Chị mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi cảm ơn gì. Nay bạn trai đi với ai? Em đi với mẹ với em gái rồi. Rồi dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào khán giả ở trường quay. Em tên Châu, là mẹ của bé Khang. Có khi nào Khang nói cô nó có ý định đi tu không cô? Có đó, nhưng mà nó đi với bạn nó sinh viên hè rồi nó đi tình nguyện rồi đi vô mấy cái chỗ trung tâm với lại giáo hội Phật giáo gì đó. Đi vậy là tốt. Nó cũng có đi tham gia chương trình tình nguyện của chùa, thành ra nó khóa tu của chùa cũng có tham gia. Nó đi làm vậy, nó làm lì lì với lại cái công việc của nó về nhà nó làm thêm rồi xong rồi đi ngủ, sáng đi làm tiếp. Cô bé này cũng dễ thương á.
Cảm ơn cô. À, thôi để hai đứa tìm hiểu đi, để hai đứa hẹn hò. Hai đứa cũng có những cái giống nhau lắm á. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô. Đó là ý kiến của người thân để mình tham khảo thêm ha. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn kéo rau. Chào em. Chào. Anh có món quà tặng cho em. Cảm ơn nha. Anh thấy em dễ thương á. Cảm ơn anh. Anh biết nấu ăn không? Biết chút chút. Có hay nấu ăn cho mẹ không? À, trừ khi mẹ nấu ăn không hợp khẩu vị mới xuống nấu thôi. Khen thích con gái đẹp đúng không? Là rốt cuộc là thích hay là không? Có thích chút chút, nhưng mà đối với người yêu là có thích. Trâm thích con gái đẹp, tức là con gái đẹp đối với Trâm là có hai dạng. Thứ nhất là đẹp, nhưng đẹp theo kiểu là nhìn có sức sống, đó là những cái bài tập thể thao. Thứ hai là đẹp kiểu tiểu thư bánh bèo, thì Trâm thích cái kiểu mà con gái đẹp kiểu kiểu nhìn có sức sống á. Khen thích cái kiểu con gái nào? Sao nghi quá. Con gái có chơi thể thao, có sức sống. Nếu Khen thích cả hai thì sao? Lại thích cả hai, lại thích đều như nhau. Thì hỏi cho biết là thôi ạ, sao rồi? Cái gì muốn hỏi Trâm không? À, có, công việc của Trâm thì có thời gian rảnh hay không? Cũng có, nói chung là có thời... có. Thôi thôi, được rồi, cái quà đẹp. Hai người đứng lên. Kiểm tra cảm xúc chút coi, được không? Còn không được, thôi về cho rồi. Nắm tay. Rồi, coi mình tim có đập loạn xạ gì không? Có cảm xúc gì trong người không? Có rung động miếng nào? Có cái tình cảm nam nữ gì không? Trâm thấy Khang sao? Bình thường, sao là sao? Là thấy mặt tròn tròn kiểu baby cute. Mình nắm cái tay có điện chạy qua không? Có rung động gì không? Rồi đủ 30 giây rồi đó, đủ 30 giây rồi đó. Rồi sao em? Cảm thấy sao? Em thấy bình thường hả? Bình thường. Cả hai đều thấy bình thường. Chết à. Rồi anh Linh bất động luôn rồi đó, tu cái gì? Trời ơi, sao tôi rơi vào cái hoàn cảnh này trời. Ủa lúc trước cua cô gái kia, ai cua ai? Em cua trước anh. Em cua ông nói sao? Mình làm quen nha. Rồi tìm hiểu, rồi tối thì mỗi tối em chở đi chơi, đi dạo. Chở đi chơi thôi hả? Đi ăn nữa anh, đi ăn xong rồi. Làm đi gì chơi. Nữa? Đi ra phố đi bộ. Rồi sao nữa? Đi bộ vào buổi gì? Vậy thôi đó hả? Dạ, tâm sự nữa. Có... Chưa anh? Chưa luôn. Dạ. Không có làm gì hết. Dạ. Tao không cho làm hay mình không làm? Trong sáng đó chị có nắm tay hả? Không, trong tối gì, trong sáng chi vậy trời? Nói vậy thôi, chứ cũng rất là bản lĩnh nha. Chỉ sợ lấy người ta về xong đi tu thôi à. Muốn đi tu phải có căn tu, phải muốn đi tu là được đâu. Bây giờ nhìn cái chàng trai nè, có một chút cái rung động gì không? Cảm xúc. Có thích miếng nào không? Nếu như mà thích thì chắc kiểu là chị em. Tức là nhìn có cảm giác như bạn chưa trưởng thành đấy. Chưa trưởng thành luôn. Em nói gì cô gái đi. Em bỏ tài. Nói vậy em hết nói luôn rồi. Em mình phải chứng minh mình trưởng thành chứ. Tại em chưa hung cổ mới nói em chưa trưởng thành đó. Bạn trai là người ta có công việc ổn định rồi, người ta có ý chí trong tương lai nữa, mà sao nói người ta chưa trưởng thành trời. Cô mới là chưa trưởng thành đó cô. Em cảm nhận thế nào á? Có giống như cái hình gọi là hình dung của mình về đối tượng mình lựa chọn không? Cũng giống kiểu nhìn cũng hiền, cũng dễ thương. Bây giờ em có cảm xúc rung động gì với cô gái này không? Cũng có chút chút. Cũng có chút chút. Em muốn nói gì với cô gái này? Em cho cơ hội thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. Thôi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Cơ hội cũng không đến nhiều lần với chúng ta. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Đây là một chàng trai rất bản lĩnh. Đây cũng là một trải nghiệm. Khi nào mình mà muốn tìm một nửa yêu thương của mình á, thì hãy đến với chúng tôi, bởi vì chúng tôi vẫn còn bạn muốn hẹn hò offline nha. Lý do tại sao em không bấm nút? Em cảm giác là em không thể hẹn hò được với bạn.
Em có cảm nhận là cô ấy sẽ không bấm nút không? Dạ có chứ. Tại sao em vẫn bấm? Tại vì em muốn cho cơ hội bạn đó một cơ hội. Chính xác, bạn rất hay. Biết rằng người ta không bấm nhưng mình thích thì mình cứ bấm, đó là bản lĩnh của người đàn ông. Và chị nghĩ là em đã trưởng thành. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó ha. Dạ, cảm ơn chị. Đây là hai món quà dành cho các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn một hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Hai đứa đi hai bên. Đây, đi đây. Ờ. Đi theo ta làm chi? Em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. À, em cảm thấy ấy, nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Á Mang. Mời bạn nam. Chào em. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Vũ Quang Thành. Em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng. Và hiện tại em đang làm ở quận 9. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh điện thoại với lại chuẩn bị mở shop quần áo. Ồ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Và em chào anh bên đó cùng quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Diệu Linh, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì hàng xóm với anh đó. Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. À, hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là hướng dẫn viên du lịch ạ. À, em ở thành phố, em ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? Dạ, em nhà em ở thì em ở quận 10. À, công ty của em thì là ở quận 5. Rồi. Mai mốt em đi chơi ở quận 9 đó. Dạ, em cũng thường đến quận 9 lắm anh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. Em là người phụ nữ của gia đình. Còn nếu ra ngoài xã hội thì là em là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ. Còn cái điểm yếu của em có là hơi khó tính. Khi mà em tủi thân á thì em hay khóc nhè. Trời ơi, mạnh mẽ cá tính mà hay khóc nhè. Dạ, người ta bảo là ra ngoài thì sống cá tính mạnh mẽ, nhưng mà khi về nhà thì em là người nội tâm. Rồi, bây giờ bạn trổ tài làm thơ hay bạn hát gì đó một đại cái đi. Để nói đến lý do ế của em hôm nay á thì em cũng xin phép có một bài về. À, để anh hiểu được nỗi khổ của em, lý do vì sao em ế. Rồi. À, gửi tặng cho bạn trai bên kia cũng vị khán giả. Nghe vẻ nghe về mà con gái thiệt là ngang trái tội nghiệp các nàng. Vì nói xấu oan mà không lên tiếng, để phải khổ phiền cho sầu nhan sắc. Học hành xuất sắc luôn đứng nhất nhì, miệng hay mỉm chi nụ cười duyên dáng, làm duyên làm dáng uyển chuyển thước tha, luôn để má ba tự hào với khách. Miệng hay lách chách ở đây không có, chỉ có ăn hàng ta đây chút xíu. Không môn nào yếu chỉ có thể thao, thêm chút lao sao khi ngồi tán chuyện. Học hỏi kinh nghiệm để luyện cho đời. Dạ em xin hết ạ. Cái gì mà ế hả? Trời ơi, trai. Dạ. Em cảm thấy sao? Dạ, em cảm thấy hay. Nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Em có tài lẻ gì không trai? Dạ em thì đá banh được. Đá banh là gì? Dạ em cũng mới vừa thi đá banh sáng nay xong anh. Gì cô đó cũng biết hết trơn vậy? Thì đội em hiện nay đang thắng 5-1. Chủ nhật tới nếu anh có nhà ấy đi qua tụi em đá chung kết. Trời ơi, đá vụ gì vậy em? Lần trước thì tụi em mới vừa tham gia cái giải của tổng công ty. Thì đội của em được giải nhất. Lần này được tổng công ty cử đi đá giải cấp thành phố. Ghê nha, trời ơi. Em coi chừng đó nha, em đá dữ lắm đó, đá luôn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình là dài nhất là mối tình nào? 3 năm. Nhưng mà ngày đấy là mối tình học trò. Rồi mối tình sau học trò? Sau học trò là chia tay cách đây 3 năm. Quen mấy năm? Quen mấy tháng, 6 tháng ạ. Tại sao chia tay? Cũng xa mặt cách lòng một thời gian là cũng im im rồi chia tay luôn ạ. Nói chung cũng chưa có mối tình nào sâu sắc mà có thể đi đến hôn nhân đúng không? Dạ chưa. Rồi, tình trường của bạn nữ thì sao? Dạ, nếu mà nói mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Còn để mà mối tình mà gọi là nhắn tin qua lại để tìm hiểu nhau thì đã có một mối tình. Nhưng mà chưa kịp nói lời yêu với anh đi lấy vợ rồi. Rồi, vậy bây giờ quyết định phải nhanh lẹ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đã mình tấn công vậy đó, vô dạ. Liền. Em muốn tìm người yêu thế nào, tấn công liền nào? Dạ, không có gia trưởng, không có ghen,
Những ngày mà em ở nhà thì em sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Thực ra em gốc Huế, em nấu ăn rất là ok. Em sẽ nấu ăn cho anh ăn. Nhưng mà những ngày em đi thì anh phải tự nấu ăn, phải chăm sóc cho con cái những ngày em đi vắng. Em chỉ yêu cầu vậy thôi. Còn em con trai thì em thích biết uống rượu, biết hút thuốc. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Cái gì đâu không biết uống rượu mà nguy hiểm tại vì nhiều khi không biết uống rồi bị bạn ép uống cái say á chị, cái mất công em phải đi rước về. Lỡ may mà ngày đó em đi tour á, không có ai kêu mất công người ta chở đi mất tiêu. Dạ. Về ngoại hình, dạ về ngoại hình thì em không có yêu cầu quá cao, tại vì trai đẹp là trai của người ta. Em chỉ cần cao hơn em chút xíu, gương em mặt cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m61 ạ. Cao hơn rồi đó. Dạ. Dạ, thân hình thì cân đối. Như anh Quyền Linh thì em là cảm thích, tại vì người ta bảo con trai mà tròn tròn thì nhìn khuôn mặt phúc hậu. Tại vì em muốn con của em sau này mập, không giống như gầy giống như em. Gầy là tại vì em chưa có người chăm sóc, anh muốn bồi dưỡng vô. Đúng rồi, hy vọng về anh sẽ làm cho em tăng cân. Em mà tăng cân là anh còn giảm cân nữa đó. Nãy giờ em gái nói thì em cảm giác mình được bao nhiêu? Chắc là đáp ứng được hết yêu cầu của bạn nữ. Được hết luôn á hả? Dạ. Nhưng mà ví dụ anh mà chỉ biết uống bia, không biết uống rượu đúng không em? Dạ cái đó không sao, anh không có ép buộc, anh không biết uống thì cũng không sao. Như nhau có gì đâu. Rồi còn gì nữa không? Em có yêu cầu bạn nữ vợ tương lai của mình là người như thế nào không? Dạ em chỉ cần bạn nữ đừng có màu mè quá, biết lễ phép với người lớn, đừng nói nhiều quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Mắt mũi miệng, tính cách có cái gì không thích không? Thì đừng có chảnh quá. Đừng có chảnh quá. Dạ. Cũng đã banh dữ lắm hả? Dạ. Quần này mượn của anh Quyền Linh không? Quần của tôi đó. Quần đẹp nhất của em. À kia là đẹp nhất. Anh có quần y như em luôn mà mấy ống cho anh mặc đó. Đẹp hơn em. Bây giờ nếu như mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ tầm 1 năm đổ lại. Công việc của cổ là cổ rất đam mê, cũng không bỏ. Thì những lúc mà cổ đi như vậy em có thể quá lo con khái quán xuyến trong nhà được không? Tới lúc đó là chắc là được rồi chị. Mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì bây giờ cưới là cứ cưới thôi chứ đâu còn chuẩn bị gì chị. Thì cũng phải có kinh tế, phải là tính trước kế hoạch rồi. Thì công việc của em hiện tại bây giờ là ổn định rồi. Còn cưới là thì về ở thôi. Bố mẹ em ở nhà thì cũng bắt em lấy vợ. Rồi, vậy cũng được ha. Dạ. Thì mình chỉ hỏi bạn nữ coi sao. Hình như bên kia là một cô gái rất là bản lĩnh em. Dạ. Ha, rất là gọi là hơi nam tính chút xíu đó. Dạ. Anh đoán là như vậy. Anh chào anh. Chào em gái. Nhưng nãy em yêu cầu là em đi công tác hoài luôn, chồng của em phải biết tự nấu ăn, phải chăm sóc con cái này kia. Anh thấy nghĩ cái vẻ này giống như đàn ông dặn dò vợ quá nha. Dạ thực tế em không có đi nhiều như vậy đâu. Dạ. Nếu như mà tính ra cái mùa cao điểm thì có thể là tụi em xoay đầu 10-20 ngày trong một tháng. Nhưng mà vào những cái tháng như này thì em đi khoảng một tháng em đi khoảng 2-3 lần thôi. Em yêu cầu người đàn ông hố ghen bởi vì em đi hoài. Đúng rồi. Cái bổn phận người phụ nữ là chăm sóc con cái, gia đình mà đi hoài như thế rồi anh nghĩ rằng nó sẽ cái tình cảm nó nhạt nhòa rồi cái người chồng họ cũng rất là khó chịu. Dạ. Cái khoảng đó thì em là một người rất là lãng mạn, biết cách chiều bạn trai. Dạ. Rất chín chắn, biết ra. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, hôm nay em đi với hai chị bạn. Dạ, thân chào anh Quyền Linh, thân chào bạn Cát Tường. Thì nói về Linh á, thì Linh là một người rất là có cái trách nhiệm với gia đình. Ngay cả về công việc cũng vậy. Mình có một cái muốn hỏi bạn trai ở khía cạnh là Linh hay đi, ví dụ như là thứ bảy chủ nhật hoặc là những dịp lễ đó thì Linh hay đi tour thì không có thời gian mà dành cho bạn trai, thì với bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Em vậy thì cũng bình thường thôi, công việc thì biết thông cảm cho nhau thôi. Thì những ngày mà Linh đi vắng thì về vấn đề cơm nước hoặc là có con thì bạn chăm sóc cho con được không? Dạ đến lúc đó chắc là được chứ ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng để làm những công việc đó. Thì cái duyên nó đã có rồi đó. Cái quan trọng là bây giờ các bạn là nắm bắt cái cơ hội đó và tạo cho mình một cái nợ, đó là do quyền quyết định của hai bạn. Thì mình chỉ có một ý nhỏ vậy thôi. Bạn đi với ai? Em đi với chị gái ạ. Chị gái này ngồi giờ ngồi cười suốt nha. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là tên Thảo, chị gái của Thành ạ. Chị thấy bạn nữ ở bên này thì cũng rất là dễ thương, vui vẻ và chị thấy rất là đảm đang. Hai em thì đều có một điểm giống nhau là thích ham mê đá banh, nên chị nghĩ là có thể chia sẻ với nhau về đá banh nhiều hơn. Và mong hai em cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn nữa. Trời ơi chị gì dễ vậy, chị không lo chia sẻ công việc mà chị chia sẻ đá banh. Rồi cảm ơn chị. Thôi hay giờ em kéo màn đi, hai em nói chuyện đá banh với nhau đi. Rồi kéo màn lên. Thành làm thủ môn cũng được. Rồi tự tấn công luôn đi em.
Em có hay đá banh không? Dạ, thực ra thì cũng ít khi đá lắm anh. Dạ, nhưng mà do năm nay thì công ty em vừa mới tổ chức cái sinh nhật ấy, hội thao của tổng công ty nên tham gia cái giải đó thì vô tình được giải nhất thôi. Rồi em có thích đi phượt bằng xe máy không? Dạ có, đó là cái đam mê của em. Dạ. Anh không thích máy. Dạ, trời ơi, cũng hỏi nó thích gì hả? Hỏi không thích hỏi gì vậy ông? Anh có cảm nhận gì về em ạ? Thì em là người mạnh mẽ, thì nói chuyện rất là tốt, rất là lưu loát. Còn anh thì anh lại hoàn toàn khác, đối ngược lại. Dạ, em sẽ bù đắp cho anh. Nếu như mà có cơ hội thì mời anh về đến Buôn Ma Thuột uống cà phê. Dạ. Nhất định rồi. Em sẽ là người pha cà phê cho anh uống. Hay quá. Rồi chúng ta hẹn hò như thế nào? Theo em nghĩ anh làm công việc kinh doanh, cái thời gian của anh sẽ chủ động. Em thường rảnh vào ngày đầu tuần, như vậy rất là thích hợp. Mình thích thì mình đóng cửa đi chơi thôi. Ra hát tặng bạn nữ một bài đi. Vừa hát em vừa mở món quà mà em tặng cho cô gái ra. Nào, chuẩn bị. Bắt đầu. Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười. Định mệnh của anh là để bên em, để một ngày chở che ngày đêm. Định mệnh chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới. Rồi em quên mất rồi. Em cảm ơn anh. Nếu anh đếm được những vì sao thì em yêu anh đến bậc nào, tinh tú trên trời sao đếm được, tình yêu càng với lại càng cao. Quà là gì vậy em gái? Dạ, đây là một cánh hoa hồng, cánh hoa hồng vàng và một con gấu. Ý nghĩa thế nào vậy em? Sao em thấy đẹp thì em mua thôi, em tặng. Cánh hoa hồng được rồi, sao bỏ con gấu vô làm chi nữa? Cho nó đẹp thôi, tại vì đặt cái này nó đi cả bộ này nên phải lấy như vậy. Ok, các bạn ngồi vào ghế đi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại, cảm nhận xem tim mình có rung động hay chưa các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao chàng trai lại không bấm? Dạ, em nghĩ là nếu mà để đi quá xa thì em nghĩ là cảm thấy là khó, không đến được. Tức là cảm giác trái tim mình chưa rung động. Đúng rồi. Tại vì khi em đi tìm bạn trai mà trước tiên em cứ nói là người ta phải ở nhà lo cho con cho cái để em đi làm thì nó hơi gọi là nó không có nghe, nó không có được thuận lắm. Có lẽ vì điều đó mà anh ấy đã không bấm nút. Em gái rất là dễ thương mà, rất là giỏi đấy. Em giống như chị Cát Tường đấy, đấy. Y chang vậy đó. Rồi dù sao thì vẫn rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Và thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn một phần quà, đó là mỹ phẩm cao cấp thương hiệu Skin Azek nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình trong cuộc sống. Trời. Và đây là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một phần quà dành cho hai bạn nữa, đó là phần quà đến từ Comagol, trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm cho mình một nửa yêu thương nha. Cảm ơn hai bạn. Em có một đời vợ là 6 tháng em thôi. Biết nấu ăn nhưng mà không có thích xuống bếp, không thích làm phụ nữ nội trợ. Hồi đó nó dữ quá, em mới gửi lại ông bà vợ. Em uống 3 ly là em quậy tới bến, kiểu chính anh luôn tới luôn 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 á. Hả? Ghê lắm. Một ca khó. Rất khó. Vấn đề chỗ này chúng ta chưa hợp với nhau thôi. Nói chung trái tim chưa rung động thì chưa bấm nút cũng không biết nói làm sao. Rất tiếc là chiếc TV Akino 40 inch trị giá 5.950.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời bạn nam. Rồi, chào em. Mời bạn nữ. Mời em. Mình giới thiệu về mình cho bạn bên kia biết đi. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào toàn thể quý vị khán giả và bà con thân mến xem đài. Em tên là Phạm Văn Bảo, năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh. Kinh doanh về gì Bảo? Em có 2 cơ sở massage. Quê Bảo ở đâu? Em ở Hậu Giang mà hồi xưa thì hậu khẩu thì còn Cần Thơ, bây giờ tách ra thuộc về Hậu Giang này. Làm ăn 2 cơ sở trên Cần Thơ. À, vậy là hôm nay mình lên đây dưới Cần Thơ lên đây tham gia chương trình ha bạn? Dạ. Bạn gái giới thiệu đi em.
Dạ, em tên là Bé Tuyết, năm nay 28 tuổi, quê ở Kiên Giang. Thì em hiện tại là quản lý nhà nghỉ cho chị gái. Sắp tới em cũng lên thành phố làm lại. Hiện tại giờ đang ở dưới quê hay đang ở Sài Gòn? Đang ở dưới quê. Dạ. Nhưng sắp tới thì sẽ lên Sài Gòn. Dạ. Lên đây làm gì? Em xin bên kế toán hoặc nhân viên văn phòng. Lúc trước em cũng đang làm nhưng mẹ bệnh nên là mình có sắp. Cái nghề kế toán, có học kế toán. Dạ đúng rồi. Rồi mới qua lên. Quản lý với hai cơ sở massage được rồi. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Nói ưu điểm em thì em chơi thể thao thì nói chung là tập võ, tập luyện, đánh bóng chuyền. Thì nói chung công việc em thì làm cái gì cũng giỏi. Nhược điểm? Khuyết điểm thì ai mà khổ mà xin em là em cho. Giống em luôn hả? Bên đây bạn gái nói giống bạn gái luôn nè. Khổ lắm. Anh khổ quá Bảo. Bảo coi nhắm cho anh vài chục chai thôi. Ngoài cái suối được không Linh? Được. Ngoài cái nhược điểm nó ra còn gì nữa không Bảo? Tật hơi xấu, ngủ hay đánh người á. Đánh ai? Chưa gì chơi. Nói chung là ai ngủ chung với em là em thấy ma là em quýnh à. Thôi đó coi. Bị mớ á. Bạn gái đây sợ rồi kìa. Thường bị nhát rồi cái đâu. Không có sợ mày đâu nghe. Mày nhát tao hoặc là đấm mày à. Thiệt, đấm liền. Mà giờ hết rồi. Rồi, còn bạn gái. Ưu điểm em thì em cũng biết nấu ăn, áo ăn cũng ngon. Cũng biết hát với vui vẻ, dễ tính. Còn nhược điểm thì biết nấu ăn nhưng mà không có thích xuống bếp, không thích làm phụ nữ nội trợ. Tính xấu em là em không biết uống rượu bia. Em uống 3 ly là em quậy tới bến luôn. Quậy là quậy sao, quậy cỡ nào? Là quậy nhất là quậy em đu quýnh cửa, chứ cửa chính em đu tới đu lui luôn á. Hả? Ghê lắm. Đu cửa hả? Anh này là ảnh là 40 tuổi, em là 28 tuổi. Quen lớn hơn nhiều vậy, em có thích hay là không thích? Có ngại gì không? Nói chung em thì không có quan trọng vấn đề tuổi tác. Tại vì nếu người lớn tuổi thì họ sẽ chín chắn hơn trong việc nữa. Em cần là một người mẫu như là kiểu như là phải chững chạc, có công việc ổn định, biết lo cho tương lai sau này con cái chút chắc chút chích nữa. Rồi tình trường em sao? Em có một mối tình 7 năm về trước. 7 năm nay không có quen ai hết? Dạ. Lý do? Tại vì cũng có người thích em, nhưng mà tại vì cái tính em đó là em biết cái người đó là không có hợp với em, là em lạnh lùng với người ta, em tỏ ra lạnh lùng luôn. Ok, quan điểm rất rõ ràng. Bảo thì sao? Mình tình trường như thế nào? Em có một đời vợ rồi, 6 tháng em thôi. Có một bé mà mẹ nó bắt nuôi rồi. Trai hay gái? Trai chị. Nhưng mà sau 6 tháng mình có vợ, 6 tháng có con được, tại sao chia tay Bảo? Nó dữ quá anh ơi. Em cũng dữ. Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Hồi đó nó dữ quá, em mới gửi lại ông bà vợ. Rồi nửa tháng sau nó mới xuống có bầu. Rồi xong từ từ rồi nuôi xong xuôi hết trơn rồi mới ra ly dị. Nhưng mà em quen với cô ấy là bao lâu? Tháng hay tháng gì. Nói chung là tại vì em nghĩ là em quản lý thì em điều hành, điều quân kiến tướng được thì em dạy, tính đâu nói nghe. Mà vợ dữ quá dạy không có nghe. Chỉ là có võ mà. Nói chung là có võ chứ thì mình phụ thân thôi, chứ vợ đánh thì nói chung mình cũng không có đánh lại, thì đánh giết thì nhịn không nổi thì tán lại. Vợ đánh quá chịu nổi đá lại rồi ly dị luôn. Chuyện đó cụ bỏ qua đi, mình hỏi cho biết thôi. Hôm nay mình tìm hiểu thật kỹ nha. Bảo muốn tìm một người vợ như thế nào? Em muốn tìm một người biết chăm sóc lo gia đình, không có hung dữ là một. Đừng hung dữ gì, chỉ Cát Tường là được rồi. Chỉ Cát Tường xinh đẹp, có hai đồng tiền dễ thương. Mà dữ lắm á. Thì biết dữ mà, nhưng có vẻ đẹp bên ngoài. Sao giống được chỉ Cát Tường cũng ok. À, có nghĩa là đẹp thì được quyền giữ. Đừng có tật xấu, quýnh bài, đồ nãy kia, rồi số đề, rồi ăn nhậu nhẹt, lèn nhèn, ở dơ. Nếu cao, em thích từ 1m65 cho nên. Rồi. Dòng dãi người chút. Cha cao thì mẹ cao thì đẻ ra con ra cũng cao theo. Muốn ốc làm người mẫu hay làm diễn viên như chị Cát Tường cũng được. Trời ơi, tôi đâu có cao đâu, không cần cao mới làm người mẫu. Rồi ngoài cái chiều cao bỏ đi, khó quá bỏ đi, còn cái nào khác nữa không? Thì ăn mặc cho nó sạch sẽ gọn gàng. Đừng ra đi ra ngoài mà đám tiệc hay đi đâu đó thấy cái đồ bộ là em không khoái. Ai bị đám tiệc còn đồ bộ, ông nói quá sự thật. Có chị Cát Tường ơi. Bây giờ giả tỷ giờ cổ đang ở thành phố, anh ở Cần Thơ này, rồi mình hẹn hò sao? Em thấy muốn đi giờ nào em đi cũng được chứ. Cũng được, mình làm chủ mà ha, muốn đi giờ nào đi mà. Rồi em thích mẫu người bạn trai làm sao? Em thích bạn trai em cỡ 1m7, được trai một xíu, ra đường cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đám tiệc cũng được như người bản nói vậy đó, chứ đừng có xề xà ghê, lâu lâu cũng gâu ghê em với mấy người thấy mớn. Nãy giờ em nghe
Anh ấy nó có vợ, có đứa con 6 tuổi rồi thì em thấy sao? Có một đời vợ em cũng không có hoang mang, mà nghe có con em hoang mang quá. Không có sao đâu em ơi. Đã lên chương trình thì tất nhiên tìm một người vợ lúc nào cũng phải lo cho tương lai người vợ sau này chứ. Một lần đã đổ vỡ đã khổ lắm chứ. Đúng rồi. Người dân... Dạ. Thôi, em có em ghét tật xấu gì người đàn ông nhất? Nhậu nhẹt, bê tha, đi lạng lạng ngoài đường, đứa ốm chết. Anh không có nhậu em, không có hút thuốc. Gặp gái, nhìn lơm lơm, nhiều nhiều người vậy á. Cái tính gia trưởng, bắt áp đặt làm này làm kia vậy đó. Có gia trưởng không? Không phải là gia trưởng, tại vì biết cái đó làm công việc sai thì em la. Còn cái làm đúng em không la. Coi như mình có tính quyết đoán không, lãnh đạo mà đúng không? Nhưng mà em có phải người hay ghen không? Tại vì môi trường của bạn trai em làm massage, nghĩ là chắc là phụ nữ nhiều á. Đúng rồi, mà em ghen lắm. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Quánh ai? Thì dặn lên là bắt cảnh hết trơn. Bây giờ em không đương được ai hết trơn. Không vậy. Quánh là quánh chồng mình hay là quánh như nhỏ kia? Trời, quánh chồng mình chứ không kia nó quánh mình lại sao? Chết. Chết luôn. Chuyện này chết luôn. Nay cái ngày gì tôi gặp chứ... hai cặp khó như trời. Chứ bên kia người ta cũng bị vợ quýnh ghét mà ly dị rồi đó. Mãi bên kia tâm lý, bị tâm lý thôi chứ. Em ơi, dạ. Ghen cái tật ghen ta xấu lắm em ơi, đừng có ghen em ơi. Không, em ghen tâm lý lắm anh, em ghen em thì... nhẹ nhàng lắm. Em quánh đâu phải đùng đùng đâu. Em thấy cái tổng thống Bill Clinton mà ổng có vợ bé mà bà không thuyết phục ổng quay trở về là bà rất là giỏi. Em thấy sao mà để được như vậy mới gọi là quá ok đó. Ủa, hồi đó giờ gì anh chia tay vợ xong rồi anh chưa có người nào hết luôn hả? Có người làm mai mà nói chung là chưa có vừa lòng cho mấy rồi chị dạ. Em thấy không người... không được rồi không ấy. Cái người đó thì sao mà không vừa lòng vậy? Nó cũng hơi không cắt không hơi dữ. Thôi giờ hỏi kiến người thân đi nha. Hôm nay em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái. Hồi chị dạ, gái hiền khô à. Rồi nhìn chị gái đó là tưởng tượng ra em gái nha. Chào chị. Em chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường. Quý vị khán giả trong trường quay và anh bạn trai bên kia. Em là Quỳnh Thị Tiện, em là chị gái của bé Tiết. Bé Tiết chỉ nói vậy thôi, nhưng bé Tiết không có ghen đâu. Em thấy anh trai bên đây thì bạn trai, nhưng mà không biết anh có đào hoa hay không. Em gái của em thì nó rất chung thủy. Nói chung là nó rất là cá tính, không có yếu mềm như em đâu. Nhưng anh yên tâm đi, nếu mà anh đến được với em gái em á, ok. Bảo đi với ai Bảo? Em đi với chị Tư với chị em dâu hả? Chị ruột. Chào chú Huyền Linh với cô Cát Tường. À chào cô. Ở đây chào khán giả trong vòng quay. Đây là chị thứ tư cô Bảo. Bạn gái anh đây cũng thấy chị nói chuyện cũng dễ thương. Hơi thấp một chút. Tại vì em muốn có một người vợ để cao ráo. Để sau này có con cái nó cũng cao ráo lên. Cha mẹ đẻ con nhiều khi cha mẹ lùn lắm, nhiều con cũng cao lắm. Ha, đừng có lo điều đó. Dinh dưỡng tốt là cao hết. Dinh dưỡng tốt là được. Tại rồi, vì ha. Thấy hồi đó giờ anh em cũng ấy, anh em cũng cao không hà, không có người nào lùn hết á. Rồi cảm ơn chị. Ở bên đây nói chứ nhìn em chị gái bên kia cũng hiền chứ không đến mức gì đâu. Vấn đề chỗ là hai người gặp nhau xem có phát sinh một cái rung động nào không thôi. Rồi bây giờ mở rào. Kéo rào. Rồi xoay qua đi hai bạn. Em có món nhỏ rồi, tặng anh. Cảm ơn. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Mình yêu nhau đi, qua yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Anh nắm đồ anh đẹp trai dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yêu anh nhé. Người anh yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Dạ, cảm ơn. Anh tặng cho em một cái bó hoa. Anh tặng cho em một cái bưởi, tại nhà anh cũng có một cái vườn bưởi. Dạ, ăn bưởi nhớ mãi luôn. Cảm ơn anh Linh nhiều nha. Chai nước. Anh nấu hả? Chai nước ở Cần Thơ với một gạo. Bịch gạo Cần Thơ người... gạo trắng nước trong. Ai nghe... đi đến đó lòng không muốn về. Trai vào bỏ xác, gái vào phơi thay. Vậy em có bỏ xác hay là em bỏ phơi thay? Gì vậy trời? Ghê quá à.
chửi cho kêu quá sắc mắng đi đi. Nhiều quá à. Vô coi giọng cổ nó lạp luôn á. Giọng em ca giọng cổ cũng hay lắm à, không sợ. Rồi để đây, để đây. Kệ chơi đi, đi rồi, tâm sự nè. Tinh thần văn nghệ là chính. Đến đây thì không hát thì cũng bấm nút hẹn hò, đâu ai lấy thước mà đo dọc mình. Hát trời lên cho đôi bạn đôi tình, hát lên cho chương trình cùng vui. Trời. Đúng rồi. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này gió lành hoa nên mùa đông đi. Là ngày ta xung vầy có tim hao gầy tình yêu đông đầy. Trả lời chương trình mà phải vũ điệu chứ, người hát phải vũ điệu chứ sao. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai để em đưa anh về. Bởi tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chơi, làm người yêu em nha baby. Rồi múa giỏ sao múa luôn. Nói chung là đánh giỏ thì cầm đánh bút xin thôi. Thử coi, thử vài cái thôi, chơi luôn. Thí dụ một đối thủ mình sẽ bước lúc nào cũng phải chịu cái chân chững như này. Quýnh lúc nào cũng phải che cái mặt và cái bụng. Hở bụng đến bụng, hở thân đến đâu mà cầm cái tên. Hở thì mình đánh, hở thì mình đánh. Còn bữa giờ đánh đỡ sao? Vợ đánh. Đúng chưa đánh? Cặp này vui đó. À, rồi, bây giờ ta bắt đầu câu chuyện này nha. Em thấy anh như thế nào? À, nói chung là ăn mặc chỉnh tề lịch sự thì hợp với ý em, cũng hài hước, vui tính, cũng thích. Em cao bao nhiêu vậy? Hỏi chi cái nỗi đau của người ta. Thì anh cứ nhắn chìm nỗi đau nãy em xuống đi. Nãy em nói hô cần một người 1m7 mà giờ anh 7m8 thì nó cao hơn rồi. Em là thật sự em cần người 1m7 cũng chủ yếu là củng cố nội giống thôi. Tại em lùn. Có 1m5 à. Tại vì nhăn mặt cái ghê vậy. Không đâu, không, tại anh đèn. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Găng em có thiệt không vậy? Trời ơi, cái gì găng? Giả không à, nguyên hai hàm luôn á. Anh thích găng thiệt. Sao? Giờ găng giả chơi phải không? Tự nhiên mới quen nhau hỏi răng em thiệt không? Trời đất ơi, chứ gì? Tại thấy găng là biết răng thiệt rồi. Tại thấy găng nó đẹp đẹp. Mới gắn kia đó. Em là người ở biển, em ở tuốt ở đảo luôn á. Thì sao? Nên cái người đảo ở đó, một là nước da đen nè, hai là răng gấp dễ hư. Rồi cuối cùng là răng giả hay răng thiệt cho người ta yên tâm kìa. Dạ, ba cây. Thành thật dễ sợ không? Cái gì mà nhắn thì răng giả thôi, chứ đâu phải chuyện gì cướp bóc gì đâu. Đúng rồi. Hỏi gì giả nữa không? Không, cái đó là em thiệt là bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong khi ổng nhăn hai cái đuôi mắt, ổng kìa 8-9 cái lằn xếp, ổng không sợ người ta chê ổng già à. Thiệt tình, để tôi vùi dập đàn trai lại coi, bực mình quá. Chê người ta lùng rồi chê người ta giả nữa hả? Sĩ vả em nãy giờ em tổn thương lắm. Nè cười coi, cười không hề có một nếp nhăn. Cười coi, cười, khỏi cười cũng nhăn. Ở trên đây thì nói chung là có một thời gian một chút xíu thôi. Câu xíu bây giờ có tiếng hồ đó. Thời gian nhiều mà để tỏ tình với nhau. Thì anh hát cái bài mà lời tỏ tình dễ thương thì anh nghĩ anh cũng là người tỏ tình em dễ thương. Mà sến quá trời. Bây giờ mình sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Nãy giờ trò chuyện vui rồi, bấm nút là cho cái duyên cho nhau nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Em gái có bấm không? Không. Tại sao em không bấm? Có lẽ ảnh khó khăn lắm. Với tính cách ảnh tuy là ngoài mặt thì giỡn, vui vẻ, rất là vui tính. Nhưng mà em biết là ảnh gia trưởng. Không, anh không khó khăn đâu em. Anh là người dễ chịu. Rồi lý do tại sao anh không bấm? Lùng như 4 cái răng giả hả? Em mong muốn là kiếm một người vợ thì cao từ 1m6 trở lên. Sao không có chú ý chiều cao hoài vậy? Có cái gì thật đâu sự thì... Tại vì em trong ăn khổ lắm em. Thích cái điện ảnh diễn viên. Anh nói với em nghe, anh là cao 1m71 nè. Mà anh nghĩ là gái anh sẽ 1m65 thôi là mừng rồi. Nhưng mà giờ nó mét gần 1m7 rồi đó. Mà mới có 12 tuổi đó. Nó còn lên nữa. Chứng minh được rằng là không phải là mình lùng mà mình đẻ con lùng đâu. Do dinh dưỡng, ăn uống, rồi tập thể dục này kia. Nè, anh nói em nghe, di truyền chỉ chiếm 23% thôi, và chăm sóc dinh dưỡng chiếm 30-mấy%, môi trường chiếm 12%, và cái không khí, không gian, tình cảm nó chiếm thêm 10-mấy% nữa. Đó là theo thống kê của Y tế Thế giới. Hồi nãy anh nói này trước dùm cho ổng cái đi, thiệt chứ. Mà ngặt con cái, vợ anh cao làm sao anh? Vợ anh mét mấy? Vợ anh nói chung là 69. Trời ơi, vậy là con ra phải rồi. Với em di truyền
Thôi khó quá, bỏ qua đi. Rồi. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, tôi chia tay các bạn nha. Rồi dù thì sao thì hôm nay mọi người rất nhớ các bạn, rất là vui nha. Hy vọng rằng ta sớm tìm người yêu của mình nha. Rất tiếc là chiếc TV Akino 40 inch trị giá 5.950.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Tôi anh Linh đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà ca này khó quá, không được.